ít nhất trong một lần nào đó ở trong cái cuộc sống của chúng ta này, thì chúng ta đã từng một lần chuyển giao một cái thông điệp, một cái thông tin đúng nào cho một ai đó, để chúng ta muốn giúp đỡ họ thoát khỏi cái sự cố nào đó, hoặc là một cái sự việc nào đó, hoặc giác ngộ một cái điều gì đó ở trong cuộc sống. Nhưng chúng ta lại quên mất một cái điều là chúng ta đính kèm tới cái thông tin của cái nguồn gốc của cái thông tin đó. Anh chị để ý là tất cả bài giảng của tôi, có những cái bài giảng mà ví dụ như ở chu kỳ thứ thứ 10 ấy, thì tôi có giảng cái phần gọi là phần cấp bách và phần quan trọng. Thì cái phần này thì tôi trích ra được trong cái bài giảng của một người thầy, một người cô, đó là người cô dạy về kinh tế học của Mỹ. Cô ấy là tên là Ozai. Thì tôi có nói với anh chị là nguồn gốc của tôi được học từ đó. Và sau khi tôi giảng cho anh chị xong thì tôi nói rằng đây là bài này tôi giảng lại từ cái điều này. Rồi anh chị nhớ một cái kiến thức gần đây khi mà tôi nói về cái việc là cái sức khỏe của người phụ nữ khi mà chúng ta trải qua một cái quá trình ở nhà nuôi con, trong khi đó người chồng của chúng ta thì bảo rằng là cô không tích trữ gì cả, cô chỉ tập trung ở nhà thôi. Thì tôi cũng nói rằng tôi đã đi học từ một người cô, một người cô đó là đang 20 năm làm ở trong ngành ngành sản, vừa ngành sinh sản, ngành đúng không nào? Tôi đều nói rất là rõ về thông tin mà tôi tiếp nhận, được không anh chị? Còn những gì mà tôi giác ngộ được, mà tôi nhìn thấy trong lúc tôi hành thiền, tôi cũng nói rõ. Và cái điều đó làm cho chúng ta, anh chị có biết điều gì không? Ngay cả khi mà cô anh trích lại một cái bài thơ của một cái học viên viết lại ở trên cộng đồng á, thì tôi có hỏi cô anh là em đã trích dẫn cái người đó viết cái thông tin này chưa? Cô anh nói là rồi. Thì tôi khi đó tôi mới cho cô ấy xuất bản ở trên cái group cộng đồng của chúng ta. Vậy thì câu hỏi ở đây là, nhưng mà điều này tôi hoàn toàn hồi xưa là tôi không biết đâu anh chị nhé. Tôi chỉ vô tư rằng là tôi chỉ chia sẻ thông tin, nhưng tôi hoàn toàn không biết nơi bắt đầu nó. Nhưng mà kể từ khi tôi giác ngộ thì tất cả những điều đó tôi quan sát được, và tôi bắt đầu làm cái điều đó kỹ càng hơn, được không nào? Nhưng tôi không có thể nào đó mà cứ vô tình chia sẻ mà tôi không có biết cái nguồn gốc nó ở đâu. Ngay cả cái việc mà anh chị thấy rằng là trong cái điều mà tôi chia sẻ ở đây, thì bất kỳ cái điều nào mà đang diễn ra, một cái kiến thức của một ai đó, tôi đều nhắc tên của họ. Và anh chị cứ để ý thật kỹ mà xem. Và cái điều này làm chúng ta tốt được điều gì? Làm chúng ta đang nói về phần kiến thức, sau này chúng ta sẽ nói về cái phần phần một vô tình chúng ta nhận được món quà của ai đó cũng vậy. Vô tình chúng ta sẽ có một khoản tiền chẳng hạn, hoặc vô tình chúng ta, hoặc là cố tình chúng ta đã tạo ra được một cái kết quả gì đó cũng chẳng hạn. Thì tất cả những điều này sẽ giữ chúng ta ở cội nguồn anh chị nhé. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải quan sát đã, ít nhất một lần nào đó trong cuộc đời chúng ta đã từng chia sẻ một cái gì đó mà chúng ta không có rõ về nguồn gốc của nó hay không. Tôi lấy ví dụ ở trên cái thông tin mà khi mà tôi tiếp nhận ở trên cộng đồng là có một cái chương trình từ thiện ABC. Với chương trình từ thiện ABC bảo rằng là ngày đó giờ đó anh chị sẽ đưa các cái trẻ em tới cái bệnh viện đó rồi giúp đỡ. Rồi cuối cùng anh chị nhìn thấy cái thông tin giá trị quá, hay quá, đúng không nào? Thế là anh chị cũng forward ầm 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 trên các cái group. Và khi đó bắt đầu, anh chị có biết điều gì không ạ? Và bắt đầu người ta đã đưa trẻ em tới cái bệnh viện đó và thông tin nó không có thật. Vậy điều gì đang diễn ra ở đây? Điều đang diễn ra ở đây là chúng ta đang bị lòng tốt của chúng ta cuốn vào một cái thông tin nó không thật sự đúng đắn, bởi vì chúng ta đã không xác minh được nguồn gốc. Tôi kể một câu chuyện gần nhất ở đây, thì tôi có trong cái cộng đồng doanh nhân của tôi thì có một cái thông tin rằng là ở bệnh viện nó có một cái chương trình là phẫu thuật cho các bé hở hàm ếch. Sau khi xác định thông tin thì tôi thấy rằng thông tin đó là do cái anh gọi là trưởng đài truyền hình của một cái đài truyền hình, thì giám đốc của đài truyền hình ông ấy post lên đấy. Sau khi tôi gọi
tôi nhìn thấy thông tin của anh ấy thì tôi xác định là đây có phải là tin của anh viết không, hay là tin anh cóp lại từ một nguồn khác. Thì anh xác định là tin của anh cóp, anh viết. Đấy, đây là thông tin mà anh nhận được. Và dựa vào cái số hotline thì tôi xác nhận nguồn là anh ấy viết. Nhưng mà khi mà nguồn của anh ấy viết thì tôi thấy có số hotline. Thì tôi đóng vai tiếp cái người người mà đang đi tìm kiếm sự giúp đỡ đó. Tôi gọi điện tiếp số hotline. Và trên số hotline đó báo rằng chương trình này chưa chính thức bắt đầu. Và thông tin này là thông tin dự kiến và dự thảo thôi. Nó có thể diễn ra đúng 90% nhưng 10% nó cũng có thể không bắt đầu đâu anh. Nên anh hãy kiểm tra thông tin chính thức trên web rồi hãy truyền thông. Do đó tôi dừng lại cái thông tin này. Chứ tôi không có lan tỏa nó tiếp. Anh chỉ có hiểu ý không? Tôi đã xác nhận được thông tin đầu ra đầu vào của nó một rất rất kỹ càng. Nên tôi không có làm một cái việc đó là vô tình tiếp tay cho một điều sai trái. À đúng không nào? Nhưng chúng ta mà không để ý tới điều này, chúng ta lại để cho cái lòng tốt, tức là cái lòng trắc ẩn bên trong chúng ta vô tình làm phải một cái điều nào đó sai lầm trong cuộc đời bằng cách forward đi những thông tin nó không chính xác, không chính thống. Có phải không nào? Nên điều này sẽ làm cho chúng ta mắc kẹt ở một cái từng tâm thức rất là rộng, rất là sâu, đó là từng tâm thức của cội nguồn biết ơn đấy ạ. Vì khi mà anh chị có biết điều gì không? Giả sử như 100 người nhận được thông tin đó, 100 người thông tin mang con của họ đến cái bệnh viện đó và con của họ là không được nhận cái thông tin này, thì có phải cả 100 cái sự oán trách nó bắt đầu diễn ra không anh chị? Đúng không nào? Và diễn ra thì họ cũng không biết cái nơi bắt đầu là đâu, nhưng mà họ sẽ bắt biết ngay cái nơi mà đã truyền cái thông tin đó cho họ. Và việc đó tiếp tục diễn ra như sau. Ví dụ như anh chị nhìn thấy một cái thông tin ở trên cộng đồng của chúng ta là có một người bạn tên là gì gì NT đó. Bạn ấy gửi một thông tin là bạn ấy đang khó khăn, bạn ấy con của bạn đang đi cấp cứu và cần một cái khoản tiền A, khoản tiền B. Bạn ấy có một lời hứa chắc chắn rằng là à tôi thề rằng đây là sự thật. Và tại thời điểm bạn ấy thề thì bạn ấy post một loạt là cái, tại vì tôi quản lý rất nhiều group nên tôi thấy là bạn ấy post lên cả 5 group. Anh chị có hiểu ý không? Và khi đó thì tôi thấy được rằng là thông tin chuyển khoản của hai người đã chuyển cho bạn ấy. Bạn ấy cảm ơn và bạn ấy tiếp tục post ở group khác. Và trong cái lời thề của bạn ấy nó rất là thật luôn. Nhưng mà anh chị vẫn thực hiện chuyển khoản. Tôi không có nói tình huống của bạn ấy là không thật nhé. Nhưng mà cái cách mà chúng ta đang vận hành là chúng ta không xác minh thông tin một cách chính xác, mà chúng ta cứ vô tình để cho lòng trắc ẩn của chúng ta làm một việc vô tội vạ như vậy. Và nếu điều gì diễn ra, nếu anh chị tiếp tục forward thông tin này đi, bởi vì sự thật là anh chị đã không kiểm duyệt được cái nguồn gốc của nơi bắt đầu, có phải không nào? Và khi anh chị làm cái việc nó điều này diễn ra thì thông tin tiếp theo của anh chị sẽ là một thông tin mà nó sẽ mất đi cái cội nguồn của nó. Tức là chúng ta vẫn giúp đỡ trên một cái nền của một cái điều không có thật. Đấy, nó không thật về cái phần năng lượng gốc của nó. Mặc dù điều việc anh chị làm là việc tốt, nhưng việc tốt đó không có giúp được người ta. Bởi vì việc tốt đó đang vô tình đánh mất cái nội lực của người ta ở trong tình huống này. Do đó anh chị có thể xác minh bằng cách nào? Em ơi, gửi cho chị thông tin cái địa chỉ của em, chị sẽ đến trực tiếp xác minh cái hoàn cảnh của em thực sự như vậy có đúng hay không, rồi sau đó chị sẽ báo cho cái người quản lý cộng đồng sẽ truyền thông chính xác cho em. Anh chị tại sao không làm việc đó? Nhưng anh chị nghĩ rằng là à 200.000 không nhiều đúng không nào, 200.000 không nhiều, nhưng mà cái tâm thật ở trong của anh chị là bắt đầu đục thủng vào cái cội của anh chị và đục thủng vào cái cội nguồn của người ta. Nhưng mà vì chúng ta đã không có tỉnh táo trong cái xác minh thông tin nên chúng ta hay truyền những thông tin như vậy. Bao nhiêu anh chị ở đây đã một lần trong đời đã truyền đi những cái thông tin theo cách như vậy mà chúng ta không kiểm chứng thông tin, được không nào? Trung Tín có, Nguyễn Nguyên có, Đặng Hành có, em Vi Tỷ Huệ có, Ngọc Điệp có, Dương Ánh Nhàn có. Vậy
cái việc mà khi mà tôi đã nhận được cái thông tin của người giám đốc truyền hình đó, tôi vẫn xác định tới tới 2 chiều nhé. Khi đó tôi mới bắt đầu biết cái thông tin đó nó đang chính xác tới bao nhiêu phần trăm. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta làm việc theo một cách cảm tính và rất là máy móc, và thậm chí là gì ạ? Thậm chí là cái sự giúp đỡ đó trong cái sự vô minh luôn. Nó không giúp đỡ trong cái sự sáng suốt. Được không ạ? À? Thì vô tình chúng ta đã đánh mất cái nội lực của người mất rồi. Và anh chị có hiểu rằng là cái việc mà anh chị giúp đỡ đó, có thể chúng ta hiểu rằng là chúng ta không thể nào biết được rằng trên đời này ai thật ai giả, nhưng cái việc mà chúng ta ít nhất chúng ta cũng phải để tâm vào sự giúp đỡ của ta, hay nói đúng hơn là chúng ta phải hiện hữu với sự giúp đỡ đó một cách nó có minh tuệ, chứ không phải làm việc theo một cái cách rất là cảm tính của một cái lòng trắc ẩn vô minh nào đó ở bên trong mình. Và anh chị nhớ, lòng trắc ẩn vô minh vẫn làm chúng ta lạc lối trên con đường chúng ta giác ngộ về phần trí tuệ của mình, được chưa ạ? Nên khi mà chúng ta bắt đầu nhận ra mình cũng là như vậy, thì khi mà anh chị làm việc thì chúng ta không có bị rụt rè nữa, tức là chúng ta cứ lăn tăn rằng à, việc này có nên giúp hay không nên giúp, việc này có nên làm hay không nên làm, mà là chúng ta xác định xem thử cái hành động của chúng ta đó nó có đang được truyền đi cái sự thật hay không, tức là chúng ta đã xác nhận được 2 chiều của sự thật đó hay chưa, hay là không, được chưa nào? Nên cũng tương tự như vậy, anh chị thấy là hôm qua thì trên cộng đồng của chúng ta có một cái thông tin truyền thông của cái việc là có một cái người gõ ra một cái bản về quy trình khiêm hạ. Sau khi tôi đọc quy trình khiêm hạ đó thì nó sai hơn khoảng tầm 60%. Đấy. Ngôn từ thì nó đúng, nhưng mà năng lượng nó bị sai. Và cái thứ chúng ta có thể copy được là copy về mặt vỏ của nó, chứ chúng ta không copy được cái phần hồn của nó. Nên mỗi lần anh chị làm khiêm hạ, tôi luôn dặn dò rất là kỹ. Quy trình khiêm hạ là một quy trình rất êm đềm, nhưng thực sự nó cực mạnh, bởi nó tác động vào tâm thức của chúng ta tới nhiều đời, nhiều kiếp khác nhau. Nên tôi dặn dò rất kỹ là khi mà anh chị làm khiêm hạ thì anh chị hãy mở cái video ở trong 1-2 tháng đầu tiên, rồi sau đó anh chị tự làm, được không nào? Tự làm cho tới khi mình thực sự đã là nó rồi ấy, thì khi đó anh chị hãy đi trên đôi chân của mình, anh chị không cần dùng video nữa. Nhưng đến tại thời điểm hiện tại tôi cũng không đưa văn bản ra, nhưng mà anh chị vô tình chia sẻ cái thông tin đó, được không nào? Và thông tin đó tiếp tục bị sai, nó sai từ ngay trong cái tên rồi anh chị. Quy trình của tôi là quy trình khiêm hạ về với 5 ngôi nhà, không phải là quy trình khiêm hạ bình thường, không phải quy trình khiêm hạ chung chung. Cái tên nó bị sai, năng lượng của ngôi nhà 1 nó sai năng lượng số 2, mặc dù ngôn từ có vẻ rất đúng. À, nó như vậy. Và anh chị biết là chúng ta đang truyền tải một thông tin như thế. Và tiếp đó tôi cũng xem được mấy cái thông tin phía trước, và đó là cái phần năng lượng nhé. Phần tiếp theo, phần thứ hai, ở trong cái quy trình đó không ghi trích dẫn của nguồn ở đâu. Ở bên dưới cũng không có trích nguồn từ cộng đồng gia đình hạnh phúc bền vững. Tất cả những gì đó tôi thấy được ở trong lúc tôi định, trong lúc tôi thiền, tất cả những gì có nơi xuất phát của nó, có cội nguồn của nó, chúng ta đã không tôn trọng nơi bắt đầu. Và điều gì đang vận hành ở dưới cái hành vi đó là chúng ta vô tình nha. Chúng ta vô tình không biết, có phải không nào? Chúng ta vô tình không biết. Nên vì anh chị vô tình không biết nên tôi cũng không có mà bất ngờ về tình huống đó, mà tôi chỉ đang dặn dò anh chị rằng anh chị hãy thật sự là tôn trọng nơi bắt đầu để cái cội nguồn biết ơn của nó rung động. Tại sao điều này cần phải làm? Tại vì trong cái quy trình khiêm hạ mà anh chị nó không có cội nguồn thì hỏi rằng nó có thấy được cái năng lượng của nơi bắt đầu không? Và không thấy năng lượng của nơi bắt đầu thì trong cái bản mà anh chị đang chia sẻ với những bản copy anh chị đang chia sẻ với nhau ấy, thì nó có lòng biết ơn không? Vậy trong một cái bản mà không có biết ơn mà nó chỉ có cái vỏ truyền đi thôi ấy, thì có phải anh chị vẫn tiếp tục làm quy trình đó và anh chị đưa cái năng lượng sai vào trong bản thể của mình không? Có đúng không nào? Vậy cái điều đó nếu mà tôi không có hiểu rõ về mặt năng lượng thì tôi vẫn cứ coi nó là bình thường như bao việc khác. Bởi vì trước giờ chúng ta chia sẻ thông tin là bình thường, nhưng hãy nhớ mọi thông tin của chúng ta đều có cội nguồn của nó.
Hãy tôn trọng nơi bắt đầu để cái lòng biết ơn của chúng ta được vận hành ở trong cội nguồn anh chị nhé, chứ không biết chung chung mà như vậy. Và anh chị sẽ làm những cái điều mà đúng đắn hơn trong cuộc đời của mình, bởi vì chúng ta không phải là chúng ta cố tình đâu nhé, chúng ta vô tình. Đấy, cái sự vô tình đó coi như nó là một điều hết sức bình thường, đúng không nào? Nhưng mà cái việc việc chúng ta đã xem bình thường từ trước đến nay tạo ra một cái hệ lụy của một cái hệ thống mà chúng ta được gọi là, ở Mỹ thì người ta đánh giá là Việt Nam là một trong những nước sao chép bậc nhất của thế giới, sao chép bậc nhất của thế giới. Nó đánh giá chúng ta trên cả Trung Quốc luôn anh chị. Và khi đó anh chị biết rằng là Google này, Microsoft này, khi mà họ ra đời các cái chương trình phần mềm là họ cấm cái quốc gia định danh của chúng ta. Đấy, nó được cảnh báo như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói rằng là ở đây chúng ta không có nhắc đến vấn đề pháp lý, pháp quyền như vậy, mà chúng ta đang vận hành nơi tôn trọng nơi bắt đầu. Thế khi mà chúng ta chia sẻ thông tin cũng được, chúng ta sẽ hỏi cái nơi bắt đầu em chia sẻ như vậy đúng chưa? Hoặc ít nhất anh chị cũng phải ghi trích dẫn là cái quy trình đó anh chị học được từ cộng đồng gia đình hạnh phúc bền vững mặt trời chứ, đúng không nào? Nhưng mà anh chị đã không làm điều này tốt, nên cuối cùng cái sự vô tình của anh chị là rất là bình thường, đúng không nào? À, rất là giúp người, đúng không nào? Nhưng mà cái sự giúp người đó của chúng ta lại tiếp tục vô minh một lần nữa, như trước giờ chúng ta vẫn lặp lại trong trong cuộc đời của ta, có phải không anh chị? Nên nếu mà chúng ta quan sát được điều này, hãy chú ý nhé. Bởi vì ngay cả tôi thì trước đó tôi cũng hoàn toàn không biết những điều này đâu. Thực sự là trước đó tôi cũng đã sai lầm giống anh chị vậy đó, vì tôi xem nó là điều bình thường. Nhưng khi mà anh chị xác định thông tin không rõ mà anh chị tiếp tục lan tỏa theo cách đó, thì anh chị sẽ vô tình kích hoạt được cái hạt giống vô ơn của chúng ta thông qua từng bản chúng ta làm. Vậy khi chúng ta từng bản chúng ta làm thì năng lượng của chúng ta bị nhiễm cái phần đó. Và tôi có trải nghiệm được cái điều này khi mà tôi ở nước ngoài ấy, thì trong một cái quy trình mà mọi người trong cái lớp ôn tập thì mọi người bắt đầu chia sẻ một cái quy trình mà đánh máy cho nhau, và bắt đầu mọi người học cái quy trình đó. Và sau đó trong cái lớp đó thì cái vị thiền sư đó cho khoảng 60% người là bị rớt anh chị ạ. Và sau này thì tôi mới giải thích đó là do trường năng lượng, họ đã copy cái phần vỏ của nhau nhưng họ không copy được cái phần năng lượng, bởi vì họ đã không nhập thể nhập tâm vào cái sự hiện hữu để đón nhận, họ chỉ có tận hưởng và thụ hưởng cái thứ có sẵn thôi. Anh chị có hiểu ý không nào? Và khi đó chúng ta lại vô tình rớt vào cái tình huống này, và điều đó sẽ khiến cho chúng ta rơi vào một trạng thái như sau. Trạng thái là chúng ta vô tình là người mù dẫn người mù đi, anh chị có hiểu ý không nào? Và cái trước khi tôi giác ngộ tôi cũng bị rơi vào tình huống là mình cũng mù mù dẫn người mù đi như vậy. Và điều này sau này tôi mới được diễn giải đầy đủ hơn và bắt đầu nhận thức rõ hơn về điều này, được không anh chị? Nên khi mà anh chị hiểu rõ hơn về điều này thì khi đó anh chị nhìn những cái điều mà lặp lại như vậy, anh chị chỉ comment ở bên dưới cho họ giúp tôi cái là hãy tôn trọng nơi bắt đầu, chỉ nhắc nhở nhẹ họ như vậy thôi, chứ chính họ cũng không nhận ra. À, họ mà nhận ra mà họ cố tình làm thì chúng ta trách họ được, đúng không nào? Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta hiểu rằng là họ làm một cách vô thức, bởi vì họ nghĩ rằng điều này là không quan trọng. Nhưng thực sự là chúng ta đã đục thẳng vào cái phần cội nguồn của chúng ta đấy, là trong cội nguồn yêu thương và biết ơn, chúng ta đục thủng vào cái đó và chúng ta truyền cái thông tin đó đi, thì như vậy cái thông tin đó nó còn phần vỏ thôi, nó không còn phần hồn nữa. Anh chị hiểu ý không nào? Và mọi thông tin nó đều mang cái năng lượng của trường dữ liệu. Và anh chị lưu ý cho tôi điều đó. Và khi anh chị hiểu về điều này hơn thì anh chị sẽ bắt đầu cảm thấy rằng là tất cả mọi thứ của mình đều đều có nơi bắt đầu của nó. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ thì tôi đã chia sẻ xong. Bởi vì nếu mà tôi đọc hết cái năng lượng của nó thì có thể bài giảng này sẽ kéo dài cả 1 tiếng ấy. Nhưng mà tôi muốn dừng lại tại đây. Bởi vì ngày hôm nay là phần mà tôi hỏi đáp. Thank you.